Đây là cái đầu cá lóc này, cá lóc bắt y nước lên chắc cú luôn. Còn này là bún hương ngon quá. Giả vờ ăn bà cái kết. Giả vờ đâu. Rồi, cá lóc phải không ta? Cá lóc. Cá lóc. Em quay phim chị du lịch bụi nha chị. Du lịch bụi. Cái này là rau muống với cái bông điên điển phải không ta? Ở miền Tây là nó phải có cái bông này. Đúng rồi, ở miền Trung là không có. Ở miền Trung là... Cái này là ở đâu quay phim nào? Ở trên mạng. Tại đi bụi. Anh đi bụi. Ở miền Trung là anh đi khách nước Việt Nam này không có, chỉ có ở miền Tây là mới có cái bông này, gọi là bông điên điển. Cái bông này nó ra bông vào mùa nào ta? Mùa nước lên. Này, đặc biệt ở đây là cái món bánh canh cá lóc. Đây, các bạn cũng thấy bánh canh ở An Giang nó khác với bánh canh ở cái tỉnh miền Trung nha. Ở miền Trung thì bánh canh nó nhỏ hơn. Cái nào quay mà má lọt. Không lọt được đâu, nó lọt là lấy lên như giờ sao. Đây. Dạ, nếu mà bà cho phép thì con sẽ quay cho bà một cái video lên mạng luôn để mọi người tới đây ủng hộ bà. Đây, cái đây là để làm cái bún như một tô và mình bán cho khách là bao nhiêu hả chị? 10.000, 15.000. À, có nghĩa là 15.000 là ăn đầy bụng luôn. Dạ. À, quá rẻ rồi. Cái này nước Việt chứ còn già có mình nữa anh đâu. Dạ. Mà gì không nấu, nấu trộn băng. Rau xanh là 17.000. Đây là hai nhân viên phục vụ. Hai nhân viên phục vụ của quán. Than rồi đó, than nghèo rồi đó. Than nghèo không Tầm ơi. À đây mới than nghèo. Cô 7 phải không? Dạ. Cô 7 phải không? Không, cô dạ đấy không có ông kêu 17 đó. Bác này là cũng muốn lên truyền hình nha các bạn, để các bạn mình tới đây tìm hiểu cái quán này. Đối diện cây xăng. Đối diện cây xăng Thiện Nghĩa kia. Bây giờ mình tập trung vào review cái món này để các bạn coi. Bà hai ha, cái số gì dặn hết á. Có ai biết không? Ở đây dạ với ba cắt luôn. Ở đây chẳng có nước mía nữa. Hôm nay là mình nghỉ hè rồi đúng không hai con? Nghỉ hè rồi đó, bây giờ mình phục vụ đúng không? Quán bán là nói chung nghe ngã ba là cũng khá là đông khách. Chưa để chị trộn mấy tô nữa. Cái màu của mình nó vàng hình như bỏ nghệ phải không? Nghệ tươi. Đúng rồi, nghệ tươi rất là tốt. Nghệ cũ luôn. Đây chắc đây là ba cái tô của bạn mình chắc luôn các bạn. Cá lóc An Giang, cá lóc này là mình bắt mùa đồng về rồi chị. Bắt dưới nước lên đó, bắt dưới nước lên. Bắt mùa đồng luôn. Rồi cá đâu bò đâu. Thấy con có bụng xíu lắm vậy. Chưa đợi chút xíu. trứng nữa này, trứng là trứng lộn luôn hả? Trứng lộn luôn. Cái này quả, không phải là kêu quả. Ở đây là người ta kêu cái gì? Trứng. Tại miền Bắc là kêu quả. Ở miền Trung kêu quả trứng, cá trứng cũng được, trứng lộn. Có hai trứng thôi đấy đó. Như một cái tô như vậy, có cả trứng luôn là bao nhiêu tiền? 20. 20. Đã thèm không quý vị? Quý vị đã thèm không? Không, xẻo được ăn đâu. Thèm được ăn đâu, coi thôi mà, coi mà nuốt nước miếng ực ực kìa. Cả cái đầu cá luôn các bạn thấy không? Rồi. Hấp dẫn chưa? Cái này là bánh canh bột gạo thôi chị. Đúng bột gạo đúng không? Này có nước mía luôn. Này hấp dẫn không? Theo cái cô này nó bưng đi đâu mình đi đó rồi các bạn nữa rồi. Con nào chị? Đã còn bún cho chú này nè. Con bọc à. Ê, thì bọc. Đồ làm đồ nó chắc chắn luôn. Mẹ đồng nó rồi phục vụ bà anh đó. Có đây mua bún về cho con. Đây mua bún là bưng phục vụ luôn á. Coi tuổi rồi có con rồi hả? Dạ 22 tuổi rồi hả? Không có chồng sớm làm gì, cho là ru thêm buồn. Rồi. Anh Chính, nếu anh Chính ăn cái đó thì với cái đầu cá, họ nếu mà anh kia thì cái trứng, anh muốn quốc cái nào? Trứng. Trứng hả? Đây trứng này. Hình như còn một tô nữa đúng không? Đúng rồi. Một tô nữa. Đúng rồi, còn một tô nữa bảo anh kia. Này trứng này đầu cá hả? Còn đậu hũ cho cùng đậu hũ bán. Tôi nào có đậu hũ thì không cho đậu hũ lại. Đây là nước mía. Đây này, bốc này, bốc này. Đậu hũ không cho bốc, đậu hũ đi. Rất là cảm xúc. Trứng đậu cá đi. Ăn cái giờ ăn là phải 1 giờ rưỡi. Tà quơ dày thâu chứ. Ớt này bỏ cho cay cay ngon. Đây là cái đầu cá lóc này. Cá lóc bắt cái nước lên, chắc cú luôn. Còn này là bún ngon quá. Giả vờ ăn và cái kết. Giả vừa đâu. Nào quanh cũng được, bà cũng được. Mấy lon? Con lon còn để má anh em uống gì anh kêu. Cái gói này là giống trà hả chú? thì anh em bà con chúng ta cũng có gì có bữa ăn đạm bạc. Đây quá nhà hàng đêm sau Sài Gòn mất rồi làm cái gì. Có mấy con cò. À. Rồi, đây là ngồi 3 ngày. Với ít rau vườn nhưng mà. Rau vườn. Cái này là trà đúng không chị? Chả lụa hả? À, chả lụa. À, đây là làm mẫu, còn đây là trang với thịt. Như cái này thì bao nhiêu tiền vậy ha? À, cái này là 60.000 một cây nha các bạn. Cái cây này là chắc nửa ký hả chị? Nửa ký. À, cái đây là các bạn có thể ghé vô lầy ở Tư Minh, đối diện cây xăng nha các bạn nha. Đó, thì đây là nửa ký. À, còn như một chùm như vậy là bao nhiêu hả chị ha? Mà một chùm là 25.000 thì mình đếm cho các bạn coi luôn nha. Ở đây thì có cái số điện thoại của Tư Minh luôn. Đó, 1, 2, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 10 một chục. Cái này thì nem lớn, cái này là 30.000. Cái này nem lớn 30.000. Rồi. Đây các bạn thấy không? Rồi các bạn cứ thể hiện tại là mình đang trên đường đi Côn Đảo, đi Kiên Giang, Phú Quốc thì mình ghé là ở đây là Lai Vung. Lai Vung thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên Google, YouTube thì các bạn cũng biết là Lai Vung là như thế nào rồi. Những cái đặc sản thì mình cũng dạ. Cái này cái này là nem đặc biệt thì tí nữa mình sẽ vào phỏng vấn chị chủ rất là dễ thương, rất là hiếu khách. Thì chị sẽ nói cho các bạn là ở trong thành phần là cái đặc biệt nó có những gì nha các bạn nha. Cái này các bạn đi ở xa về á, các bạn đi xa về bạn ghé bạn mua một phần quà cho người thân, người ta hay nói là của một đồng mà công một lượng. Đó là mình mua về mình tặng cho bà con anh em của mình. Đây các bạn có thể nhìn thấy là Tư Minh, cái tên rất là dân dã. Rồi thì đây mình sẽ vào đây mình giới thiệu với các bạn luôn. Thì đây là ớt đó các bạn thấy không, ớt để mình gia vị vào cái sản phẩm nêm của mình nè. Mỗi một chiếc là một miếng ớt. Dạ. Một miếng tỏi. Dạ, một miếng ớt, một miếng tỏi. Bây giờ là mình quay luôn nha các bạn, cho các bạn coi luôn là chị chủ nha các bạn nha. Chị giới thiệu với mọi người là chị tên gì luôn ạ? Chị Tư Minh. À, chị Tư Minh luôn. Thì khách du lịch họ thường tới đây không vậy hả? Đi ngang ở ghé đây không không? Có. Dạ. Lúc trước làm quán lớn bây giờ về đây bán cũng như bỏ mối không ạ? Dạ, đa số là bỏ mối thì nó cũng coi như là bán sỉ. Tự sản xuất luôn, bán sỉ. Bên kia là đóng gói. Đóng gói rồi tí nữa mình quay cho các bạn luôn là lá chuối các bạn nha. Thì chị Tư Minh cho mọi người biết luôn là ở trong cái bịch đặc biệt đó thì nó đặc biệt gì hơn như cái chưa đặc biệt? Đặc biệt thì nó không có da, thịt không. À, thịt không. Nó ngon hơn. Ngon hơn là nem mỏng da dạng như nem quế vậy đó. Dạ. Nạc không. Còn nem bình thường, nem chua thì có da, có thịt. Dạ. Được. Đây các bạn thấy ớt còn tỏi nữa. Thì trước khi mà làm thì chị cũng chọn lựa rất là sạch sẽ để loại bớt cái cuốn này ra. Thì cuốn ớt thì các bạn cũng biết rồi. Đó. Rồi thì trong nhà thì ảnh đang quay da đó, chuẩn bị làm. Dạ. Thì đây là cái giai đoạn đóng gói. Đây các bạn có thấy là nem chua Tư Minh. Để mình quay camera cho các bạn thấy luôn. Đây có số điện thoại rồi là có thành phần luôn nha các bạn nha. Có công bố chất lượng luôn. Đó, hàng sử dụng thì 5 ngày, sau 5 ngày thì bảo quản tủ lạnh. Đó, thì ở địa chỉ này các bạn nè, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Số điện thoại cái này là một cái gói này là 20 g. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn đây trước khi vào mà vào này á là gọi là thành phẩm đi ra thì đây các bạn thấy không? Xếp mình xếp bỏ vào hộp. Ngon lành cành mít luôn. Cái đây thì chuẩn bị công đoạn sản xuất của chúng ta. Đây là cái nhãn có để đóng ngày sản xuất luôn. Rồi cái đây là lá chuối nha các bạn. Các bạn biết rồi, lá chuối để mình gói cái nem vào. Đây, lá chuối. Quay cho anh em coi luôn. Làm rất là chuyên nghiệp, rất là thuần thục luôn. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, bye bye. Các bạn có thể đi tới Lai Vung thì các bạn sẽ ghé ở địa chỉ này các bạn nha. Đối diện cây xăng kia thì có số điện thoại các bạn cũng coi rồi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ like và subscribe ủng hộ.